Blog Sống Khỏe xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn độc giả và các Phật tử sản phẩm. Vòng chú đại bi, vật phẩm trang sức phong thủy có tác dụng trừ tà ma, hung khí, hút tài vận, an nhiên. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết nhất về vòng chú đại bi. Vòng chú đại bi là gì? Sản phẩm vòng phong thủy được khắc thần chú đại bi là sự kết hợp hài hòa giữa tâm linh và trang sức. Với thiết kế vô cùng đẹp mặt, các nét chữ được chạm khắc tinh xào, sắc nét dù là các chữ rất nhỏ những các nét khắc đều rõ ràng tới từng chi tiết để thể hiện được giá trị của kinh Phật. Vòng phong thủy ngoài được khắc chú đại bi ra, trên vòng vũng khắc biểu tượng hoa sen của nhà Phật. Hoa sen là tượng trưng cho nghị lực phi thường, vươn lên từ bùn đất mang tới hương thơm cho đời, cho người. Hoa sen cũng là loài hoa thể hiện sự tinh khiết, thanh tinh và trong Phật Pháp thì hoa sen là biểu tượng của sự chuyển hóa. Thần chú Đại Bi bao gồm 84 câu và 415 chữ được trích ở trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Viên Mãn Bi Tâm Lan chú đại bi dùng để cầu quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn diệt trừ tham sân si và được vô lượng phước do đó khi được tiếp xúc với chú đại bi chúng ta như được đứng gần ánh hào quang dạng dỡ ấm áp và ngập tràn may mắn của đức phật tránh xa những điều xấu xua đuổi tà ma giúp chúng ta bình tâm và sáng suốt hơn trong những quyết định quan trọng trong cuộc sống nguồn gốc của vòng chú đại bi vòng chú đại bi có nguồn gốc cách đây hàng trăm năm tại thái lan nhưng ngày ấy chú đại bi thường được khắc trên các dây đeo chuỗi hạt được chạm khắc mỗi hạt khoảng vài chữ rõ nét Người ta tin rằng khi mang thần chú Đại Bi trên người sẽ có thể xua đuổi ta ma. Ở thời xưa quan niệm về tâm linh cực kỳ rõ ràng, các ý nghĩ về ma quỷ luôn hiện diện trong tâm trí con người. Chính vì vậy ở Thái Lan người ta vẫn hay lui tới các ngôi chùa với mong muốn được thần Phật phù trợ, xua đuổi tà ma để cuộc sống, công việc được an lành, bình an. Từ những mong muốn trần tục đó các nhà Phật dần dần tạo ra các quyển kinh Phật để phát cho người dân. Một trong những kinh Phật được phổ biến rộng rãi là chú Đại Bi. Người nhận kinh Phật sẽ đọc nó mỗi đêm như tụng kinh để loại trừ các ma quỷ xung quanh rồi dần dần có những nhà thương lái, những người kinh doanh các vật trưng thờ trong nhà, họ đã tạo ra các vật được chạm khắc kinh Phật, trong đó có các sản phẩm vòng hạt khắc thần chú đại bi. rồi họ đem các sản phẩm này đến các nhà chùa có tiếng thời bấy giờ, họ nhờ các bậc cao tăng cúng bái, khai quang kinh Phật được khắc trên đó. mãi cho đến ngày nay, các sản phẩm khắc kinh Phật của Thái Lan vẫn được rất nhiều người dân đất nước này tìm mua. các nhà chùa cũng có các buổi lễ trì chú, khai quang các bón đồ này cho người dân. và bây giờ các bón đồ này đã làn truyền đến nhiều nơi trên thế giới nhất là ở các nước có đức tin đạo Phật và sản phẩm vòng phong thủy chú đại bi được ra đời cách đây vài chục năm, khi sản phẩm trang sức được con người ưa chuộng hơn và để tạo ra các sản phẩm phong thủy có thẩm mỹ cao nhưng vẫn giữ được khả năng trì chú, mang tới tài vận, xua đuổi ta mà thì người ta đã tạo ra vòng chú đại bi, vòng chú đại bi dành cho ai đeo, nếu bạn đang làm ăn mà công việc luôn gặp nhiều khó khăn, làm việc lúc nào cũng chắc trở hay thậm chí bị đồng nghiệp ganh ghét hãm hại, làm gì bạn cũng thấy như mình bị đen đủi, mọi việc không như ý muốn, đôi khi bạn cảm thấy bất lực, làm ăn thì thua lỗ. Tất cả những điều đen đủi xảy ra với bạn là do mệnh của bạn đang gặp hạn, vận đen đang đeo bám bạn mà nếu bạn không làm gì thì sẽ khó thoát ra. Không chỉ trong công việc, vận đen đã đeo bám có thể khiến gia đình tan rã, bệnh tật triền miền. Vòng chú đại bi dành cho những ai đang muốn. Cầu vạn sự hanh thông, cầu công việc thuận lợi, cầu được đức Phật phù hộ độ trì. Người mang theo bộ kinh thần chú đại bi này bên người hay đeo trang sức, vật phong thủy được khắc bộ chú đại bi sẽ được phù hộ, đức Phật che chở khỏi những điều gian ác, xua đuổi tà ma xóa tan các ám khí đang vây lấy bạn, qua đó giúp bạn có được tinh thần tốt nhất. Công việc trở về với đúng quỹ đạo bạn mong muốn, kéo theo nhiều may mắn bên bạn. Cách sử dụng vòng chú đại bi để được linh nghiệm, vòng chú đại bi cũng giống các vật phong thủy khác, nó có khả năng tâm linh của riêng nó, cùng với khả năng xua đuổi tà vận thu hút tài vận. Vận may thì nó còn có khả năng bổ sung và cân bằng cuộc sống của người đeo, giúp người và vật hòa thuận với tự nhiên. Bạn có thể đeo vòng chú đại bi như một loại trang sức bởi nó có thiết kế rất đẹp lại không bị gì xét điều quan trọng là bạn hãy luôn đeo nó bất kể đi đâu như vậy thì tính linh nghiệm của nó mới phát huy tối đa khi nhận hàng bạn phải là người đầu tiên chạm vào vòng phong thủy này bởi nó được trì chú đích danh bạn hoặc được trì chú vô danh nhưng vòng phong thủy chú đại bi chỉ nhận một chủ duy nhất và đó là người chạm nó đầu tiên khi nhận được chủ sở hữu vòng sẽ phù hộ cho đúng thân chủ bất kể là bạn làm việc gì mọi sự sẽ được hanh thông bạn cần tuyệt đối tin tưởng vào nó nếu muốn đạt được sự linh nghiệm nhất khi bạn cảm thấy vòng chú đại bi không mang lại được giá trị như mong muốn ngay tức khắc thì bạn đừng nản lòng mà hãy kiên nhẫn hơn, hãy tập trung tinh thần và suy nghĩ để truyền ý chí của bạn vào nó, có như vậy thì vòng mới phát huy công dụng. Và để tìm hiểu thêm chi tiết và đặt hàng các bạn có thể tham khảo thêm bên dưới video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.